tên gì? Tôi thì tên gì mấy tuổi? Tai. Tên gì mấy tuổi? Tôi là Tường, 70 tuổi. Và bị nhiều bệnh lắm, nhưng một cái bệnh kia nó đang hoành hành tôi là hiện nay bên tai tôi rất là ủ. Bên tay phải ù nhiều hơn. Tay trái cũng ù nhưng mà tay phải ù nhiều hơn. Nó ho. Cho nên là muốn để đi bao lâu rồi? Dạ bị cũng 7 8 năm rồi. Dạ được rồi. Đi lâu rồi. Tại vì cũng không cần quay nhiều nữa. Chị ơi. Đau lắm. Tiếp tục. Thì khoảng 15 giây sau thì bắt đầu trở lại tốt hơn. Bây giờ thì nghe dễ chịu nữa. Dạ, dễ chịu. Cảm ơn thầy. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập trì liên tâm.